Kính thưa Tiến sĩ Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kính thưa bà Margaret Wallström, đặc phái viên của Tổng thư ký về giảm thiểu rủi ro thiên tai, kính thưa ngài Đại sứ Đan Mạch Việt Nam Lào ông John Nielsen, kính thưa ông Solem Hood, Giám đốc Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển, kính thưa các ngài đại sứ, các đại diện các tổ chức quốc tế, kính thưa các quý vị đại biểu đến từ quốc tế cũng như Việt Nam. Thay mặt cho Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan thường trực đầu mối của Công ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu, cũng như là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia Biến đổi Khí hậu, cũng như là Tổ chức về Khí tượng Thủy văn Thế giới, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu đến tham dự cái hội nghị hôm nay và chúc các vị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý bà quý ông, biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, đã và đang tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới, làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu, năng lượng, tài nguyên nước, lương thực, xã hội, công ăn việc làm, kinh tế thương mại, v.v. Trong đó, các cộng đồng dân cư nghèo, phụ nữ và trẻ em ở các nước đang phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Chỉ tính riêng ở Việt Nam trong những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các loại thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản. Theo thống kê, trong 10 năm gần đây, từ năm 2001 đến 2010, các loại thiên tai như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác đã làm chết và mất tích hơn gần 10.000 người. Thiệt hại về tài sản ước tính chiếm khoảng gần 2% GDP. Trong tương lai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bền vững của đất nước, Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia và phê chuẩn Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto, đồng thời đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau khi chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu tháng 12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu với tầm nhìn xuyên gần 100 năm. Chiến lược là cơ sở cơ bản để rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch hiện tại cũng như trong tương lai của Việt Nam. Mới đây, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đã được thành lập nhằm giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến khí hậu. Điều đó thể hiện sự cam kết và nỗ lực quan trọng của Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong việc chung tay góp sức cùng cộng đồng quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu, và đồng thời đây cũng là cơ hội đặt ra Việt Nam trong vấn đề thay đổi các mẫu hình phát triển kinh tế hướng tới bền vững hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhằm tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu Việt Nam là xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm bình đẳng giới, an ninh xã hội, sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các bên liên quan. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nội dung chiến lược sẽ được tập trung triển khai thực hiện là xây dựng cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Cụ thể là xây dựng cộng đồng có nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu, có khả năng kiến thức bản địa và ứng phó với biến đổi khí hậu, có hành vi thân thiện với môi trường, hệ thống khí hậu, nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức giáo dục đào tạo. Trong đó, sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu được đẩy mạnh, đặc biệt là áp dụng các kinh nghiệm ứng phó tại chỗ nhằm đảm bảo quyền lợi các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người già, người nghèo, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các hoạt động về giám sát biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thời tiết, khí hậu cực đoan nguy hiểm cũng sẽ được ưu tiên thực hiện để phục vụ công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Kính thưa các quý vị đại biểu, Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Trong một tuần làm việc khẩn trương với các nội dung hoạt động rất phong phú, thể hiện qua số lượng tham luận
của các diễn giả quốc tế về Việt Nam. Hội nghị sẽ tạo ra một diễn đàn tham luận quan trọng để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội của Việt Nam và quốc tế thảo luận, phổ biến kiến thức và những bài học kinh nghiệm về các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kinh nghiệm và thực tiễn phong phú được chia sẻ tại hội nghị này sẽ giúp Việt Nam cũng như các quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trên thế giới tìm ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm thích ứng hiệu quả biến đổi khí hậu, từ đó lồng ghép vào các chương trình dự án phát triển của quốc gia, quốc tế nhằm nâng cao năng lực cải thiện sinh kế cho cộng đồng dễ bị tổn thương. Tôi có cái đánh giá rất cao với cái bài phát biểu của bà Margaret là chúng ta cần phải giải quyết cái mối quan hệ trong hội nghị này. Tôi cho rằng là mối quan hệ giữa chúng ta hôm nay với thế hệ tương lai, giữa quá khứ với tương lai, cũng như giải quyết cái mối quan hệ sử dụng các kiến thức về bản địa với cái công nghệ và khoa học tiên tiến. Trong một thế giới phẳng, chúng ta là những người là nạn nhân của thiên tai, nhưng đồng thời cũng góp phần vào cái việc mà làm gia tăng thiên tai. Trong thế giới phẳng, chúng ta có thể đưa ra những kinh nghiệm trao đổi chia sẻ, và tôi tin tưởng rằng là với cái mạng lưới toàn cầu hiện nay thì chúng ta có thể đưa những cái giá trị, những tài sản vô giá của nhân loại, đó là kinh nghiệm bản địa và những cái mô hình mà với cái công nghệ, với kiến thức hiện đại để giúp cho các cái cộng đồng giảm nhẹ các cái thảm họa trong thiên tai. Về phần mình, với tư cách là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, nghị định thư Kyoto và các điều quốc tế liên quan biến đổi khí hậu Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các bộ ngành có liên quan và các địa phương, các tổ chức xã hội ở Việt Nam trong việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và kỹ năng về thích ứng biến đổi khí hậu cho các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dễ bị tổn thương. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức quốc tế, song phương, đa phương trong việc thực hiện các công ước, điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn, cũng như cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện hiệu quả các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Một lần nữa cho phép tôi được chúc khỏe, hạnh phúc và thành đạt đến các quý vị đại biểu. Chúc các đại biểu quốc tế có những ngày làm việc thật hiệu quả và dành thời gian để tìm hiểu thêm văn hóa con người Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.